Handbook. Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn về câu chuyện của một vị doanh nhân được mệnh danh là vua đầu hầm của Việt Nam. Hãy cùng Handbook tìm hiểu về vị doanh nhân này nhé. Doanh nhân Hồ Minh Hoàng, ông vua đầu hầm và những dự án nghìn tỷ. Ông Hồ Minh Hoàng không còn là một cái tên xa lạ trong giới doanh nhân, đặc biệt là lĩnh vực cầu đường. Với những thành tích to lớn đạt được, ông được mệnh danh là vua đầu hầm. Ông Hồ Minh Hoàng sinh năm 1971 tại Bình Định, nhưng học tập và lớn lên tại Phú Yên. Vào năm 1995, ông tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng sinh ra trong gia đình khá giả, không cần lo nghĩ tiền bạc. Từ nhỏ, ông luôn ước mơ trở thành thầy giáo. Nhưng ước mơ đó nhanh chóng tiêu tan khi hợp tác xã Hải Thạch do cha ông quản lý đang đứng trước nguy cơ phá sản. Khi đó không còn sự lựa chọn nào khác, ông buộc phải đi theo con đường kinh doanh của gia đình. Bằng tài năng xuất chúng, ông đã thành công đưa một hợp tác xã đang trên bờ vực phá sản phát triển thành công ty. Không chỉ vậy, ông cũng đứng ra thực hiện nhiều dự án lớn, mang tính đóng góp to lớn cho tỉnh Phú Yên. Điểm xuất phát với nhiều khó khăn, chẳng ai nghĩ danh xưng vua đầu hầm sẽ dành cho ông Hồ Minh Hoàng. Ban đầu, ông chỉ là một nhà thầu nhỏ góp mặt trong dự án cầu Phú Mỹ. Từ kinh nghiệm thực tế, ông bắt đầu nhìn xa hơn và nghĩ đến tương lai quê hương Phú Yên của mình. Sau khi tham gia vào dự án cầu Phú Mỹ, ông Hoàng mang trong mình một khát vọng xây dựng một dự án đèo cả, huyết mạch thông miền Trung với Tây Nguyên. Mong muốn trước mắt, ông muốn đem lại những giá trị vận tải đến cho Phú Yên, rộng lớn hơn. Đây sẽ là tuyến đường trọng điểm, có ý nghĩa to lớn với mạng lưới giao thông của đất nước sau này. Thời điểm đó, một mình ông Hồ Minh Hoàng là không đủ sức để thực hiện dự án lớn này, nhất là khi ý tưởng táo bạo của ông vẫn còn vấp phải rất nhiều sự nghi ngờ. Chưa kể, đây không phải là một dự án đơn giản, chúng thậm chí còn có tính rủi ro cao và dễ để lại hậu quả không lường trước được nếu như thất bại. Vì đèo cả từ lâu đã nổi tiếng là một con đèo hiểm trở bậc nhất nước ta, dài khoảng 12 km so với những đèo khác, đèo cả không dài nhưng hiểm trở vì độ dốc và các khúc cua của nó. Sau khi kêu gọi nhà đầu tư, công ty cổ phần đèo cả đã thu hút được nhiều nhà đầu tư tiềm năng, tiêu biểu có thể kể đến như Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Mai Linh, Tây Nguyên, Hải Thạch và Á Châu. Lúc bấy giờ, ông Hồ Minh Hoàng được tín nhiệm giữ chức vụ tổng giám đốc. Vậy nhưng, khi có được sự chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải, vấn đề tài chính của dự án lại càng khó khăn hơn. Nhận thấy không thể cán đáng, nhiều nhà đầu tư đã rút vốn ngay cả trước khi dự án khởi động. Vậy nên, mọi áp lực lúc này đều đè nặng trên vai người đại diện là ông Hoàng. Để tiếp tục dự án, ông buộc phải vay vốn từ ngân hàng Vietinbank. Ấp ủ từ lâu, đến cuối cùng dự án đèo cả mới chính thức được thông qua với số vốn đầu tư kêu gọi là gần 16.000 tỷ đồng vào năm 2012. Theo kế hoạch, dự án hầm được triển khai với hai ống song song, tương ứng với mỗi ống là một chiều di chuyển. Tốc độ các phương tiện khi lưu thông qua hầm được xác định dự kiến là 80 km/h. Trước đó, kiểu mẫu đường hầm xuyên núi tại Việt Nam chỉ mới có dự án hầm Hải Vân được thực hiện bởi các kỹ sư đến từ Nhật Bản với vận tốc của các phương tiện là 70 km/h. Vậy nên, với đèo cả, dù trông chờ nhưng nhiều người không có kỳ vọng quá lớn, thậm chí đi cùng với đó là những lo lắng về các rủi ro đang chực chờ. Đến năm 2017, dự án đường hầm đèo cả chính thức thông qua sau nhiều khó khăn, thậm chí thời gian hoàn thành còn trước dự kiến tới 4 tháng. Số chi phí đầu tư tiết kiệm được so với mức ban đầu lên đến 4.000 tỷ đồng. Danh xưng vua đầu hầm của ông Hồ Minh Hoàng cũng bắt nguồn từ đây và lan xa mãi đến sau này. Là người đứng đầu của công ty cổ phần đèo cả, ông Hoàng tạo dựng được sự uy tín lớn với các nhà đầu tư. Sau dự án, ông cùng đèo cả đã trực tiếp tham gia 7 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khác. Theo ước tính, tổng giá trị đầu tư của những dự án này lên tới hơn 80.000 tỷ đồng. Cụ thể, 7 dự án đang được ông Hồ Minh Hoàng triển khai hiện nay bao gồm cao tốc giữa Trung Lương, Mỹ Thuận, hầm Cù Mông, nới rộng hầm Hải Vân, cao tốc đi Đồng Đăng, Trà Lĩnh, cao tốc đi Bắc Giang, Lạng Sơn, cao tốc đi Hữu Nghị, Chi Lăng, hầm Phước Tượng,
nới rộng quốc lộ 1A. Bên cạnh đó, ông Hồ Minh Hoàng hiện đang đảm nhận rất nhiều vị trí khác nhau. Trước đó, ông được biết đến với vai trò là tổng giám đốc của công ty cổ phần Đèo Ngang và đứng đầu công ty Hải Thạch. Mới đây, thông qua nghị quyết, ông được bầu chọn vào vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị Hưng Thịnh Incon. Với nguồn tài nguyên đang sở hữu, sự cộng tác này sẽ hứa hẹn sẽ mang đến một tương lai mới. Ở vị trí mới, gánh nặng trên vai ông Hồ Minh Hoàng sẽ càng thêm nặng. Vậy nhưng, với bản lĩnh, bề dày kinh nghiệm và tầm nhìn xa trông rộng, nhiều người tin rằng ông có thể cán đáng tốt trọng trách này. Qua nhân vật hôm nay Banh Búc chia sẻ, các bạn thấy thế nào? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi dưới phần bình luận. Cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để đón xem những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hans Book, sách và phát triển bản thân.